quan điểm khác biệt giữa Bộ Y tế và Bộ Công Thương về thuốc lá điện tử. Quốc Cường Gia Lai giao dịch như nào với bà Trương Mỹ Lan số tiền 2.882,8 tỷ đồng. Ninh Thuận, cựu bí thư tỉnh ủy bất ngờ rút đơn tố cáo việc dàn xếp trong đấu giá đất tại huyện Ninh Sơn. Nữ giám đốc đưa hối lộ trong vụ chuyến bay giải cứu tiếp tục bị truy tố vì chiếm đoạt 4 ô tô. Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị, trong phiên giải trình về trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm là trong khi Bộ Y tế đề nghị cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thì Bộ Công Thương lại đề nghị thí điểm quản lý các loại thuốc lá mới. Các đại biểu đề nghị hai bộ làm rõ lý do gì, căn cứ cũng như tác động của các đề xuất này đối với xã hội. Giải trình tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết, Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ nghiên cứu quy định để quản lý sản phẩm thuốc lá điện tử. Bà Phan Thị Thắng khẳng định, đó là nhiệm vụ chính trị đặt ra cho Bộ Công Thương, chứ không phải Bộ Công Thương đi ngược lại với ý kiến của Bộ Y tế. Bộ Công Thương dựa vào nghiên cứu của các nước khi quản lý sản phẩm thuốc lá điện tử. Theo Thứ trưởng Phan Thị Thắng, Bộ Công Thương tập trung vào công tác ngăn chặn hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các sản phẩm thuốc lá, xì gà, thuốc lá điện tử. Nhưng hình phạt hiện nay không mang tính răn đe, không khiến các đối tượng sợ. Mặt khác, cũng chưa có văn bản nào cho nhập khẩu thuốc lá điện tử mà chỉ mới cho nhập thuốc lá điếu và xì gà. Nhận thấy các chế tài văn bản pháp lý hiện nay chưa rõ ràng, chưa đủ tính răn đe đối với các đối tượng sản xuất, mua bán hàng giả, nên Bộ Công Thương đã thận trọng kiến nghị thí điểm với mục đích nâng cao hiệu quả quản lý trong vấn đề này, trên tinh thần hướng đến quản lý xã hội một cách tốt nhất. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là sản phẩm nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Quan điểm nhất quán của Bộ Y tế là đề xuất cấm loại sản phẩm này. Dẫn số liệu thống kê cho thấy, mỗi năm có khoảng 40.000 người tử vong vì thuốc lá. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan băn khoăn với trào lưu mới tập trung chính ở thế hệ trẻ có nên mở ra cho thí điểm không? Mai sau mở ra rồi mà không dừng lại được, lúc đó ai chịu trách nhiệm trước sinh mạng của người dân Việt Nam? Do vậy, bà Đào Hồng Lan đề nghị cân nhắc hết sức kỹ lưỡng việc này. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết, với vai trò trách nhiệm của cơ quan được chính phủ giao nhiệm vụ phòng chống tác hại của thuốc lá, theo luật phòng chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế đã nắm bắt sự ảnh hưởng của thuốc lá điện tử, triển khai nhiều công việc tham mưu cho công tác quản lý nhà nước. Tuy nhiên, việc xây dựng luật không thể thực hiện trong một sớm một chiều mà cần có các bằng chứng khoa học, đánh giá tác động kỹ lưỡng. Bộ Y tế đã có báo cáo đánh giá tổng kết việc thực hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá và hiện đang tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch để sửa đổi luật. Phát biểu kết luận phiên giải trình, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đề nghị trong năm 2024, Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan ra soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Từ đó đề xuất sửa đổi luật phòng chống tác hại của thuốc lá, chủ trì phối hợp nghiên cứu, đánh giá tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng để công bố thông tin chính thức về tác hại của các sản phẩm này. Thưa quý vị, trong bản án sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị có liên quan, một trong những nội dung tòa tuyên mà nhiều người quan tâm đó là hội đồng xét xử buộc công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, công ty Quốc Cường Gia Lai hoàn trả toàn bộ số tiền 2.882,8 tỷ đồng đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan để thi hành nghĩa vụ của bà Lan trong toàn bộ vụ án. Tiếp tục kê biên đối với các tài sản là bất động sản liên quan đến công ty Quốc Cường Gia Lai để đảm bảo các nghĩa vụ của công ty này. Theo bản án sơ thẩm, 475 bất động sản liên quan đến công ty Quốc Cường Gia Lai gồm 301 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 21 hợp đồng công chứng, 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh thuộc dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển và 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.
Hội đồng xét xử nhận xét bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng Sunny Island, công ty Sunny ký hợp đồng hứa mua hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh với công ty Quốc Cường Gia Lai, giá 14.800 tỷ đồng. Bà Lan đã thanh toán 2.882,8 tỷ đồng để Quốc Cường Gia Lai tiếp tục bồi thường, giải phóng mặt bằng và nhận lại từ công ty này các giấy tờ liên quan đến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nêu trên. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai, còn giao cho bị cáo Trương Mỹ Lan 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh với mục đích vay thêm tiền. Công ty Quốc Cường Gia Lai đã khởi kiện công ty Sunny ra trọng tài thương mại về không thanh toán tiền đúng thời hạn trong hợp đồng hứa mua hứa bán ngày 29 tháng 3 năm 2017. Hội đồng trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam ban hành phán quyết số 63 ngày 10 tháng 5 năm 2023 tuyên bố công ty Quốc Cường Gia Lai chấm dứt hợp đồng hứa mua hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển là đúng quy định hợp đồng và quy định pháp luật, không tuyên công ty Quốc Cường Gia Lai thanh toán tiền cho công ty Sunny. Tuy nhiên, phán quyết này của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hủy theo quyết định ngày 5 tháng 12 năm 2023. Theo hội đồng xét xử, để đảm bảo thu hồi tài sản cho nhà nước nhưng cũng để đảm bảo quyền lợi của bên liên quan, cần tiếp tục kê biên để đảm bảo việc công ty Quốc Cường Gia Lai hoàn trả toàn bộ số tiền 2.882,8 tỷ đồng đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan. Số tiền 2.882,8 tỷ đồng này là để đảm bảo thi hành án cho bà Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Nếu hoàn trả đủ thì công ty Quốc Cường Gia Lai sẽ nhận lại toàn bộ các bất động sản cùng giấy tờ liên quan. Liên quan vụ án, đối với 16 bất động sản tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh có diện tích khoảng 1 hectare thuộc dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển. Hội đồng xét xử xét thấy các bất động sản này do Trần Duy Bình, Trần Tuấn Anh, Phan Nhật Phương đứng tên sở hữu. Các đối tượng này khai góp tiền mua cùng Nguyễn Ngọc Dương đã qua đời để mua. Tuy nhiên, bị cáo Trương Mỹ Lan khai đã chi 500 tỷ đồng để Nguyễn Ngọc Dương mua khoảng 1 hectare đất thuộc dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển. Hội đồng xét xử xét thấy hiện Nguyễn Ngọc Dương đã qua đời, các tài liệu trong hồ sơ vụ án chưa đủ căn cứ để xác định các bất động sản này là của bà Trương Mỹ Lan. Để có căn cứ giải quyết theo đúng quy định, cần tiếp tục kê biên các bất động sản này và giao cho C03 Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ để giải quyết trong giai đoạn tiếp theo của vụ án. Trong phiên xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tử hình về tội tham mô tài sản. Tổng hình phạt chung là tử hình. Hội đồng xét xử cho rằng bà Trương Mỹ Lan còn phải khắc phục bồi thường cho SCB 673.849 tỷ đồng. Ngoài ra, tòa tuyên tiếp tục kê biên căn biệt thự cổ trên đường Võ Văn Tần. Theo hội đồng xét xử, biệt thự cổ tại số 110-112 đường Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, thuộc sở hữu công ty Minerva và cổ đông của công ty này, thực chất đều là con cháu của bà Trương Mỹ Lan. Tại phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan đề nghị hội đồng xét xử giải tỏa kê biên căn biệt thự cổ số 110-112 đường Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Theo bà Lan, biệt thự cổ này thuộc sở hữu của công ty Minerva nhưng thực ra do mẹ bà mua với giá 700 tỷ đồng. Bà Lan giải thích biệt thự cổ là di tích không thể mua bán nên đề nghị không kê biên mà giao lại cho gia đình để bảo tồn. Về đề nghị của bà Lan, án sơ thẩm nêu biệt thự cổ 110-112 đường Võ Văn Tần đang thuộc sở hữu của công ty Minerva chưa thu giữ được sổ đỏ. Hiện bà Chu Duyệt Phấn, con gái bà Trương Mỹ Lan, có đơn đề nghị xem xét hủy bỏ biện pháp kê biên và cho rằng tiền mua do các cổ đông của công ty Minerva góp. Hội đồng xét xử xét thấy các cổ đông của công ty Minerva thực chất đều là con cháu của bà Trương Mỹ Lan. Cụ thể, cổ đông của công ty Minerva gồm công ty cổ phần tập đoàn Hozion do bà Chu Duyệt Phấn đại diện chiếm 48% vốn điều lệ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Lu Merlin do ông Trương Lập Hưng là cháu của bà Trương Mỹ Lan đại diện chiếm 26% vốn điều lệ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Dây Viên do vợ của Trương Lập Hưng đại diện chiếm 26% vốn điều lệ.
Hội đồng xét xử xác định đây thực chất là tài sản của bà Trương Mỹ Lan, nên cần tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bà Lan trong toàn bộ vụ án. Tài sản này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ cho trùng tu, không được thay đổi hiện trạng. Vào ngày 4 tháng 5, ông Kiều Tấn Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Sơn, tỉnh Bình Thuận xác nhận. Vào ngày 3 tháng 5, ông Trương Xuân Thìn, nguyên Bí thư tỉnh ủy Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2006-2010, đã có đơn rút tố cáo sau khi ông gửi đơn tố cáo việc nhiều người tham gia đấu giá đất ở huyện Ninh Sơn có các dấu hiệu thông thầu gây thất thoát ngân sách nhà nước mà không nêu lý do. Ông Kiều Tấn Thịnh, Chủ tịch Ủy ban huyện Ninh Sơn cho hay, hiện ông Thìn đã có đơn rút tố cáo, nên theo luật thì huyện sẽ ngừng xử lý đơn tố cáo của ông Thìn gửi cho lãnh đạo huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện. Ông Kiều Tấn Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Sơn cũng cho biết, hiện thanh tra huyện đang thanh tra toàn diện việc đấu giá tại thửa đất số 364. Tờ bản đồ số 79, vụ đấu giá đất này chính là sự việc mà ông Trương Xuân Thìn gửi đơn tố cáo trong 4 năm qua. Vẫn theo ông Kiều Tấn Thịnh, vụ việc này liên quan đến xử lý trách nhiệm một số cá nhân, nên Ủy ban Nhân dân huyện phải báo cáo huyện ủy Ninh Sơn và Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Còn về nội dung vì sao đất chưa sạch mà đã mang đi đấu giá, ông Kiều Tấn Thịnh cho biết, thời gian tới, địa phương sẽ sớm có báo cáo về vụ việc này cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Trước đó vào ngày 22 tháng 4 năm 2024, ông Trương Xuân Thìn, nguyên Bí thư tỉnh ủy Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2006-2010, gửi đơn tố cáo tới lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Sơn và Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc nhiều người tham gia đấu giá thửa đất số 364, tờ bản đồ số 79 ở xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn có các dấu hiệu thông thầu gây thất thoát ngân sách nhà nước. Cựu giám đốc công ty cổ phần Vinamichi Phạm Bích Hằng đang thụ án 20 tháng tù về tội đưa hối lộ trong vụ án chuyến bay giải cứu vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội truy tố tiếp trong vụ án mới. Theo cáo trạng, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất, bị can Phạm Bích Hằng sinh năm 1969, trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần Vinamichi, bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước khi gây ra vụ án này, ngày 28 tháng 7 năm 2023, bà Hằng đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 20 tháng tù về tội đưa hối lộ trong vụ chuyến bay giải cứu. Trong vụ án chuyến bay giải cứu, bà Hằng đã đưa hối lộ hơn 1,1 tỷ đồng và chi hơn 12 tỷ đồng cho bị án Trần Minh Tuấn, giám đốc công ty cổ phần Thái Hòa, để Trần Minh Tuấn xin cấp phép chuyến bay giải cứu giúp bà Hằng. Sau đó bà Hằng bị Tuấn chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng. Năm 1999, bà Hằng cũng đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu tuyên phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bị truy tố lần này, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội xác định năm 2009, bà Hằng thành lập công ty cổ phần Vinamichi. Bà Hằng vừa là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, vừa là Giám đốc công ty. Vinamichi kinh doanh nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh doanh thuê xe ô tô dài hạn của nhiều người, sau đó cho người khác thuê lại để hưởng chênh lệch. Từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2022, do cần tiền chi tiêu cá nhân, nên bà Hằng đã bán những chiếc xe thuê cho người khác. Đến khi hết thời hạn thuê xe, bà Hằng không lấy lại xe ô tô để trả cho chủ xe. Cụ thể, bà Hằng đã thuê chiếc xe Kia Sedona của chị LTPT từ năm 2019 với giá thuê 1,5 triệu đồng trên một ngày. 3 ngày thanh toán tiền thuê một lần. Sau khi nhận xe, bà Hằng cho thuê lại và yêu cầu đặt cọc 350 triệu đồng. Đến tháng 9 năm 2022, người thuê trả xe cho bà Hằng không thuê nữa. Do không có tiền, bà Hằng bán xe ô tô cho một người chuyên mua xe cũ với giá 620 triệu đồng, nhận trước 500 triệu đồng. Sau khi làm thủ tục sang tên đổi chủ mới thanh toán hết. Đến tháng 10 năm 2022, không thấy bà Hằng trả tiền thuê xe như thỏa thuận, chị T liên lạc nhưng không được. Do đó chị T làm đơn tố giác tội phạm. Ngoài ra, ba cá nhân khác cũng bị bà Hằng bán xe chiếm đoạt tiền. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm xác định tổng giá trị 4 chiếc xe là hơn 1,8 tỷ đồng. Với hành vi này, bị can Phạm Bích Hằng bị truy tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, điều 175 Bộ luật hình sự, khung hình phạt 12 đến 20 năm tù.
Bộ Xây dựng vừa có hồ sơ trình Bộ Tư pháp để thẩm định dự thảo quyết định về tiêu chuẩn diện tích và định mức trang thiết bị nội thất nhà ở công vụ. Dự thảo quyết định đã có đề xuất chi tiết về tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với cơ quan trung ương. Theo đề xuất của Bộ Xây dựng, các chức danh Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an được bố trí cho thuê biệt thự công vụ với diện tích khuôn viên từ 450m2 đến 500m2. Tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với các lãnh đạo trung ương. Cụ thể, đối với các chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, bố trí cho thuê nhà ở công vụ đảm bảo nhu cầu sử dụng, điều kiện công tác và yêu cầu an ninh, bảo vệ theo quy định. Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư được bố trí cho thuê biệt thự công vụ đảm bảo yêu cầu, bao gồm diện tích đất khuôn viên từ 450m2 đến 500m2. Định mức kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất không gắn liền với nhà ở công vụ là 350 triệu đồng. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ được bố trí cho thuê biệt thự công vụ đảm bảo yêu cầu, gồm diện tích đất khuôn viên từ 350m2 đến dưới 450m2, định mức kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất không gắn liền với nhà ở công vụ là 300 triệu đồng. Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng ban, cơ quan đảng ở Trung ương, chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, Bộ trưởng, trưởng tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương và tương đương trở lên, được bố trí cho thuê một trong hai loại hình nhà ở công vụ. Cụ thể, nhà ở liền kề có diện tích đất từ 200m2 đến 250m2, căn hộ chung cư có diện tích sử dụng từ 145m2 đến 160m2. Định mức kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất không gắn liền với nhà ở công vụ là 250 triệu đồng. Phó trưởng ban, cơ quan đảng ở Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, Thứ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, trừ các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị quản lý, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ. Nhân tài có đóng góp quan trọng cho quốc gia được cấp có thẩm quyền công nhận theo quy định và tương đương trở lên, được bố trí cho thuê căn hộ chung cư có diện tích sử dụng từ 100m2 đến dưới 145m2. Định mức kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất là 200 triệu đồng. Phó Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng cục trưởng và tương đương trở lên được bố trí cho thuê căn hộ chung cư có diện tích sử dụng từ 65m2 đến dưới 100m2. Định mức kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất là 150 triệu đồng. Tổng tham mưu trưởng được bố trí biệt thự công vụ như thế nào? Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, sĩ quan giữ chức vụ có cấp bậc quân hàm là đại tướng, được bố trí cho thuê biệt thự công vụ gồm diện tích đất khuôn viên từ 450m2 đến 500m2. Kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất là 350 triệu đồng. Tổng tham mưu trưởng được bố trí cho thuê biệt thự công vụ có diện tích đất khuôn viên từ 300m2 đến dưới 350m2. Định mức kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất là 300 triệu đồng. Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Giám đốc Chính ủy Học viện Quốc phòng, Đô đốc Hải quân và tương đương, sĩ quan giữ chức vụ có cấp bậc quân hàm cao nhất là Thượng tướng, được bố trí cho thuê nhà ở công vụ. Cụ thể, nhà ở liền kề có diện tích đất từ 200m2 đến 250m2. Căn hộ chung cư có diện tích sử dụng từ 145m2 đến 160m2. Kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất là 250 triệu đồng. Với các chức danh chủ nhiệm Chính ủy Tổng cục, Tư lệnh Chính ủy Quân khu, Quân chủng, Bộ đội Biên phòng, Phó Đô đốc, Chuẩn Đô đốc Hải quân và tương đương, sĩ quan giữ chức vụ có cấp bậc quân hàm là trung tướng, thiếu tướng sẽ được bố trí cho thuê nhà ở công vụ. Trong đó, nếu là nhà ở liền kề thì có diện tích đất 120m2 đến 150m2. Còn nếu là căn hộ chung cư thì có diện tích sử dụng từ 100m2 đến dưới 145m2,
định mức kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất là 250 triệu đồng. Sư đoàn trưởng, chính ủy sư đoàn, chỉ huy trưởng, chính ủy bộ chỉ huy quân sự, bộ đội biên phòng cấp tỉnh và tương đương. Sĩ quan giữ chức vụ chức danh có cấp bậc quân hàm cao nhất là đại tá, thượng tá được bố trí cho thuê nhà ở công vụ theo một trong hai loại hình. Theo đó, nhà ở liền kề có diện tích đất từ 120m2 đến 150m2 hoặc căn hộ chung cư có diện tích sử dụng từ 100m2 đến dưới 145m2. Định mức kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất là 250 triệu đồng. Tiêu chuẩn nhà ở công vụ Bộ Công an. Đối với Bộ Công an, dự thảo đề xuất Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Bộ trưởng Bộ Công an, sĩ quan giữ chức vụ có cấp bậc quân hàm là đại tướng, được bố trí cho thuê biệt thự công vụ gồm diện tích đất khuôn viên từ 450m2 đến 500m2. Định mức kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất là 350 triệu đồng. Thứ trưởng Bộ Công an là Ủy viên Trung ương Đảng, sĩ quan giữ chức vụ có cấp bậc quân hàm cao nhất là thượng tướng, được bố trí cho thuê nhà ở công vụ. Cụ thể, nhà ở liền kề có diện tích đất từ 200m2 đến 250m2. Căn hộ chung cư có diện tích sử dụng từ 145m2 đến 160m2. Định mức kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất là 250 triệu đồng. Thứ trưởng Bộ Công an không là Ủy viên Trung ương Đảng, sĩ quan giữ chức vụ có cấp bậc quân hàm là trung tướng, thiếu tướng, được bố trí cho thuê nhà ở công vụ gồm nhà ở liền kề có diện tích đất 120m2 đến 150m2 hoặc căn hộ chung cư có diện tích sử dụng từ 100m2 đến dưới 145m2. Định mức kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất là 250 triệu đồng. Cục trưởng Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Học viện Công an Nhân dân, Hiệu trưởng các Trường Công an Nhân dân, Giám đốc các Bệnh viện Công an Nhân dân và tương đương trở lên. Sĩ quan giữ chức vụ có cấp bậc quân hàm cao nhất là đại tá, được bố trí cho thuê nhà ở công vụ có diện tích sử dụng từ 80m2 đến dưới 100m2. Kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất là 150 triệu đồng. Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra, Phó Cục trưởng, Phó Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Giám đốc các Học viện Công an Nhân dân, Phó Hiệu trưởng các Trường Công an Nhân dân, Phó Giám đốc các Bệnh viện Công an Nhân dân, sĩ quan giữ chức vụ có cấp bậc quân hàm cao nhất là thượng tá, được bố trí cho thuê nhà ở công vụ có diện tích sử dụng từ 60m2 đến dưới 80m2. Kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất là 120 triệu đồng. Bí thư Chủ tịch tỉnh được bố trí nhà công vụ ra sao? Bộ Xây dựng cũng đề xuất Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được bố trí cho thuê một trong hai loại hình nhà ở công vụ. Cụ thể, nhà ở liền kề có diện tích đất từ 200m2 đến 250m2. Căn hộ chung cư có diện tích sử dụng từ 145m2 đến 160m2. Định mức kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất là 250 triệu đồng. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ. Nhân tài có đóng góp quan trọng cho quốc gia được cấp có thẩm quyền công nhận theo quy định và tương đương trở lên, được bố trí cho thuê một trong hai loại hình nhà ở công vụ, gồm nhà ở liền kề có diện tích đất 120m2 đến 150m2 hoặc căn hộ chung cư có diện tích sử dụng từ 100m2 đến dưới 145m2. Định mức kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất là 250 triệu đồng. Bí thư huyện ủy, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, giám đốc sở và tương đương trở lên, được bố trí cho thuê căn hộ chung cư có diện tích sử dụng từ 80m2 đến dưới 100m2. Định mức kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất là 150 triệu đồng. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, phó giám đốc sở và tương đương trở lên, được bố trí cho thuê căn hộ chung cư có diện tích sử dụng từ 60m2 đến dưới 80m2. Định mức kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất là 120 triệu đồng.